Tiền, nghĩa là mang tài lộc may mắn cho gia chủ. Nhưng trong đông y có một loại thảo dược mang tên là kim ngân hoa, được sử dụng phổ biến trong các bài thuốc chữa trị các bệnh ngoài da và đường hô hấp. Kim ngân hoa vừa làm cây cảnh vừa được làm dược liệu quý. Nhẫn đông hoa cũng là tên gọi của kim ngân hoa. Sở dĩ có tên này bởi vì cây này có khả năng chịu đựng và phát triển rất tốt ở không khí lạnh của mùa đông. Nhờ đặc tính dễ sống ở các mùa cộng với vẻ đẹp của kim ngân hoa nên trước kia được trồng làm cảnh, dễ thấy ở các bờ rào hay cổng nhà. Loài cây này phổ biến nhất ở các tỉnh miền Bắc nước ta. Tháng 4 và tháng 5 là mùa hoa kim ngân thơm nhất nên thu hái khi hoa chưa chuyển sang vàng, đem về phơi hoặc sấy khô. Công dụng trị bệnh của kim ngân hoa: sử dụng kim ngân hoa trị bệnh do nóng trong và rất tốt trong việc thanh nhiệt cơ thể. Chứng nóng trong người còn gây nên tình trạng lở ngứa trên da. Kim ngân hoa hỗ trợ điều trị các bệnh về tiêu hóa như kém ăn, đầy bụng, khó tiêu, đồng thời giúp tăng cường chức năng tiêu hóa. Một trong những công dụng chú ý nhất của kim ngân hoa là hỗ trợ điều trị viêm xoang cấp và mãn tính. Có tác dụng tăng cường chuyển hóa các chất béo, giúp giảm cân rất tốt. Kim ngân hoa ngăn ngừa viêm họng, giải cảm, điều trị bệnh quai bị. Một số bài thuốc sử dụng kim ngân hoa nhằm ức chế các loại viêm khuẩn tụ cầu vàng, virus cúm, não cầu khuẩn và hỗ trợ chữa bệnh kiết lỵ. Ngoài ra, vị thuốc này còn giúp hạ cholesterol trong máu cũng như điều hòa huyết áp, giúp lợi tiểu. Mách cho bạn một số bài thuốc hay như sau: dị ứng, mẩn ngứa, mụn nhọt. 6g hoa kim ngân sắc cùng 100ml nước, có thể thêm đường. Đun sôi nhỏ lửa 15 phút và uống lúc còn ấm. Giải cảm: hoa kim ngân 4g, kinh giới 3g, cam thảo đất 3g, tía tô 3g, mạng kinh tử 2g, gừng vài lát, xài hồ 3g, sắc cùng 1 lít nước trong 15 phút rồi lọc lấy nước uống hàng ngày. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các cách sử dụng của kim ngân hoa cũng như nhiều loại thảo dược khác tốt cho sức khỏe ở website hiển thị trên màn hình. Thảo dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán kim ngân hoa tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín chất lượng nhất, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch, luôn được khách hàng tin cậy. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và share ngay bên dưới màn hình nhé.